Làm bóng đá trẻ với mục tiêu cơ bản là giúp các cầu thủ tiến bộ theo định hướng xây dựng lối chơi mới và phát hiện tài năng cho đội tuyển quốc gia. Định hướng này không đặt nặng yêu cầu thành tích. Cùng lúc lập hai đội tuyển U23 nhằm tạo cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ được cọ sát, thử lửa bước đầu đã đưa lại kết quả. Cách tổ chức này giúp cầu thủ được thi đấu khá liền mạch, không bị đứt đoạn chờ đợi. Bài bản, kiên trì là vậy và có thể thấy rõ sự thống nhất cao giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các huấn luyện viên Chu Xie, Hoàng Anh Tuấn. Rộng hơn, công chúng dường như cũng không đòi hỏi việc sớm có thành tích trong bóng đá trẻ. Đồng thời việc nhắc nhở nghiêm khắc của các huấn luyện viên sau những sai lầm của cầu thủ cũng nhận được sự đồng tình của dư luận. Nghĩa là cái chung trong tầm nhìn World Cup đang nhiều lên cùng thời gian. Tuy nhiên, chỉ dám nói là dường như bởi vẫn có những ý kiến nóng vội đòi hỏi các đội tuyển phải trưởng thành, mạnh, chắc và hiệu quả hơn nữa trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Tiếc là mỗi khi đội bóng đá chưa như ý, mắc lỗi hay thua trận là những tiếng nói cực đoan cay cú xuất hiện dè bỉu, phủ nhận tất cả. Cảm xúc, hy vọng hay thất vọng nhất thời có thể cảm thông, chia sẻ xong một cách nhìn, một thái độ ứng xử khách quan luôn là cần thiết để người hâm mộ thực sự đồng hành với các đội tuyển trong mỗi chặng đường gần, xa. Khoảng cách về đẳng cấp rất lớn giữa các đội tuyển top đầu châu lục và từng quen góp mặt tại World Cup với nền bóng đá.